và cầu Thị Nghè, quận Bình Thạnh liên tục câu bắt cá, các loại cá như chê, rô, chép, điêu diêu hồng được người dân thả phóng sinh đều bị các cần thủ bắt sạch. Những cần thủ ở kênh đa phần là người rảnh rỗi chạy xe ôm, dân ven kênh lẫn dân từ khu vực khác đến. Trong số đó không ít người đánh bắt cá bằng chuyên nghiệp, kiếm sống mỗi ngày. Một cần thủ tên Long, ngụ ở quận Gò Vấp cho biết, ngày nào tôi cũng câu cá ở đây, rảnh mùa nào câu mùa đó. Ngày nào câu cũng ít từ 2 đến 3 kg, nhiều đến 6,7 kg. Câu cá xong được bán ở các chợ Thị Nghè, Bà Triều với giá cá chê, cá rỗ khoảng 20.000 đồng trên 1 kg, cá chép khoảng 30.000 đồng trên 1 kg. Hàng ngày, trên đoạn kênh du lịch Thị Nghè còn xuất hiện nhiều người chèo đò, dùng lưới và vợt để đánh bắt cá. Khi được hỏi có sợ cơ quan chức năng xử phạt hay không, thì người đánh bắt cá vô tư trả lời, cấm thì cấm cho có, chứ có thấy ai bị xử phạt đâu, nếu người ta đuổi thì chạy, có gì đâu mà sợ.